cô tiếp viên quen khiến phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đắm đuối. Mối tình đẹp nhất của Đặng Tuyết Mai, hoa khôi Sài Gòn dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Vào những năm 1942, khi mà trái thanh long còn chưa có trong mì tôm, Đặng Thanh Mai cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình gia giáo ở Bắc Ninh. Cả một quãng dài thơ ấu của cô thì lại gắn bó với Hà Nội. Năm 1953, cô theo bố mẹ vào Nam, định cư ở Đà Lạt, học tại trường Dơ Xin Đà Lạt. Năm 1960, khi vừa tròn 18 tuổi, cô đã trở thành một trong 4 tiếp viên hàng không quốc tế trong cuộc thi tuyển của hãng hàng không quốc gia Air Việt Nam lúc bấy giờ. Dù trong mắt tướng Kỳ, đó chỉ là vị trí của một nhân viên quen, sự kiện cô bắp Kỳ nho nhỏ trở thành một trong 4 chiêu đại viên đầu tiên tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Người ta ưu ái gọi cô với danh xưng Hoa khôi Sài Gòn, vì để trở thành bóng hồng trên bầu trời quốc tế cực kỳ khó. Cô phải trải qua cuộc thi còn khó hơn cả việc Thẩm Thúy Hằng đỗ diễn viên rồi thành minh tinh của hãng phim Mỹ vào năm 1958. Đặng Tuyết Mai với tư tưởng hiện đại, luôn nổi bật trước đám đông với những mẫu cách tân của Pháp như váy ôm body, tay phồng, cổ yếm hai chân váy midi dài thanh lịch. Nét đẹp thanh tao và nhẹ nhàng với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn càng giúp bà trở nên quý phái hơn. Đặc biệt, bà còn thông minh hơn người khi thông thạo từ 4 ngoại ngữ. Trên một chuyến bay từ Manila về, Tuyết Mai gặp tướng dâu kẽm Nguyễn Thao Kỳ. Người đàn ông quyền lực từng trải qua một đời vợ và 5 đứa con riêng này đã nhận được một lời đề nghị giúp đỡ từ người đẹp. Tuyết Mai muốn ông giúp can thiệp để cấp dưới của ông không quấy rối mình, vì người này theo đuổi bà khá cuồng nhiệt. Sau lần gặp gỡ đó, Nguyễn Cao Kỳ như chết mê chết mệt với cô gái nhân viên quen. Ông đích thân mời Tuyết Mai đến dự một buổi dạ vũ nhưng tình cảm của cả hai vẫn chưa tiến triển, bởi trong suy nghĩ của Tuyết Mai thì chúng ta không thuộc về nhau, mỗi người một thế giới khác biệt. Không ai lạ gì, tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ là một tướng ngông, ngang tàng chẳng vị nể ai. Hàng ngày đi làm, ông vẫn dùng trực thăng bay từ nhà riêng trong bộ tổng tham mưu đáp xuống bãi cỏ trong Dinh Độc Lập. Chưa kể có nhiều lần tướng Kỳ đậu trên nóc dinh, ngay phía dưới phòng ngủ của vợ chồng tổng thống chế độ của Nguyễn Văn Thiệu, khiến bà Mai Anh phiền hà lên tiếng. Đàn bà càng khó chinh phục thì càng khiến cho tướng Kỳ thích thú. Ông đã từng rủ đàn em của mình dùng 2 máy bay bám theo chiếc máy bay mà Tuyết Mai đang làm việc, rồi thi nhau biểu diễn những kỹ thuật lộn vòng trên không chỉ để lấy lòng cô chiêu đãi viên, khiến hành khách chạy nháo nhào lên xem. Tổ bay thấy vậy sợ hãi phải gọi Tuyết Mai lên bảo rằng, cô bảo anh Kỳ về đi, anh ấy chinh phục cô kiểu này đúng là lãng mạn nhưng nguy hiểm lắm, chỉ sợ tính mạng bao nhiêu con người ở đây lại thành lãng xẹt. Một lần khác, ông Kỳ bất thình lình xuất hiện trước của phòng Tuyết Mai để phục vụ bữa sáng cho cô, không quên nói một câu trìu mến, chúc cô Mai ngon miệng nhé. Người đẹp khi đó như bị thôi miên, đứng chôn chân một lúc mới lý nhí đáp lại, thưa thiếu tướng, trong tất cả hình ảnh đẹp và hào hoa nhất về không quân, dường như hình ảnh một người chỉ huy trang phục chỉnh tề, bê khay đồ ăn là có ý nghĩa nhất. Cảm ơn thiếu tướng, hình ảnh này mãi mãi không phai mờ trong ký ức của em. Kể từ giây phút đó, cả hai đã chính thức xác nhận tình cảm dành cho nhau. Mối quan hệ này chỉ sang trang mới sau chuyến đi thăm Bangkok do chính Nguyễn Cao Kỳ sắp đặt. Tuyết Mai được lệnh đi phục vụ chuyến bay của đoàn sĩ quan cao cấp sang tiếp kiến nhà vua Thái Lan. Cô đã bỏ cả lời hẹn gặp mặt với người đàn ông giàu có khác để dẫn ông Kỳ đi thăm thú loanh quanh. Cả thời gian trên xe, dường như không ai nói được gì nhiều nhưng trái tim của cô gái trẻ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì tiếng sét ái tình. Buổi sáng, cả đoàn đang dạo chơi cùng nhau bàn bạc tối nay sẽ đi đâu thì tướng dâu kẽm xuất hiện vẻ mặt rất nghiêm nghị, dõng dạc nói như ra lệnh, không đi đâu cả. Sài Gòn đang xảy ra đảo tránh, về ngay khách sạn thu dọn hành lý về nước. Suốt 3 giờ trên máy bay từ Bangkok về Sài Gòn, nhờ ngồi bên cạnh tướng Kỳ nên cô nắm bắt một số tình hình chiến sự đang diễn ra tại Sài Gòn, chia sẻ vài ý kiến cá nhân khiến tướng Kỳ cảm phục và khen ngợi hết lời. Đáp xuống sân bay quân sự, cả Tuyết Mai và Cao Kỳ được xe đón về Tư Dinh. Đây là cuộc đảo tránh lần thứ 2 trong năm 1964 bất thành. Ngày 13 tháng 9 năm 1964 được coi là sự kiện biểu dương lực lượng của các tướng lĩnh, đe dọa đến cái ghế trung tướng Nguyễn Khánh. Rất tỉnh táo, tướng Kỳ ngồi trong dinh trấn an người đẹp Tuyết Mai, một mặt ra lệnh cho máy bay ném bom bay sát sạt khu vực trung tâm Sài Gòn, nơi đang có hàng trăm xe tăng lúc nhúc trên các đại lộ để cảnh cáo. Các phe đảo tránh trật tự trở lại, không hề có máu đổ vì họ thừa biết rằng không quân của tướng Kỳ có thể san bằng tất cả nếu họ nghiêng về phe nào đó. Sau một đêm tá túc tại nhà tướng Kỳ, Tuyết Mai quay về nhà với một tâm trạng vui như chảy hội vì cô đã có thêm dịp chứng kiến sự khôn ngoan của người hùng trong mộng khi xử lý tình huống đảo tránh. Cũng chính đêm định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời cô. Chẳng là sau khi chia tay với bà vợ người Pháp, tướng dâu kẽm thường chán đời nên lao vào những cuộc ăn chơi và đang đi lại với một người đàn bà khác. Khi biết Tuyết Mai từng qua đêm tại nhà tướng dâu kẽm, người đàn bà ấy nổi cơn ghen nên đến tận phi trường nơi của cô làm việc gây náo loạn. Tướng Kỳ đã phải cho đàn em đến tháp tùng Tuyết Mai. Cô nên xe jeep trở về nhà trong một tâm trạng khá tức giận, vì đáng ra chính tướng Kỳ phải có mặt ở đây để giải quyết sự việc, chứ không phải chọn cách trốn tránh. Hôm sau thức giấc, Tuyết Mai được người nhà cho biết
Sáng sớm có một viên sĩ quan đến nhà gửi tặng hoa hồng phấn, loài hoa mà cô yêu thích nhất, cùng một bức thư ngỏ lời mời ăn cơm trưa tại nhà hàng Caravel, với hy vọng những bông hồng này sẽ đem lại chút hạnh phúc nhỏ bé khi đánh thức cô dậy. Vẫn đang trong cơn phẫn nộ, Tuyết Mai từ chối thẳng thừng: "Tôi vẫn ngưỡng mộ thiếu tướng như là một anh hùng, nhưng sự việc ngày hôm qua xảy ra, tôi lại thấy nó ngược lại với sự anh hùng đó. Từ nay về sau xin thiếu tướng hãy trả lại cho tôi sự yên tĩnh đi." Tướng Kỳ nghiêm trang nói: "Nếu như vậy thì chúng ta phải đi đến quyết định lấy nhau thôi." Cuối cùng Tuyết Mai nhận lời ăn trưa, với điều kiện tự đến nơi hẹn mà không cần đưa đón. Tướng Kỳ cười sáng khoái: "Cô Mai không phải lo, tôi đến nơi hẹn bằng máy bay. Chúng ta ngồi trong phòng ăn riêng, không có ai trên thế gian này nhìn thấy đâu." Tuyết Mai trang điểm nhẹ nhàng, cô muốn giữ những nét thật nhất trên khuôn mặt, làn da và sự tươi trẻ hồn nhiên để đến nơi hẹn nhân tình. Tướng Kỳ đã đậu trực thăng trên nóc khách sạn, ngồi đợi cô trong phòng ăn đặc biệt khá lâu. Giữa không gian ấm cúng và sang trọng bậc nhất Sài Gòn, nơi duy nhất nhìn thấy cả hòn Ngọc Viễn Đông từ trên cao, men rượu vang tê tái đầu lưỡi cùng tiếng nhạc thính phòng du dương, Tướng Kỳ đã ngỏ lời cầu hôn Tuyết Mai. Mỗi lần nhớ lại, cô không thể diễn tả được cảm giác rất đặc biệt và thiêng liêng khi ấy. Cho đến tận bây giờ, dù tình xưa đã tắt nhưng Tuyết Mai vẫn còn ấn tượng với đôi mắt của Tướng Kỳ. Tuy không đẹp nhưng rất đàn ông, người đàn bà nào nhìn vào cũng run lên bần bật. Tuyết Mai cũng từng mụp lặn trong ánh mắt ấy. Ở Tướng Kỳ có nét phong trần, phóng khoáng, ngang tàng, nhưng đầy nghệ sĩ. Rào cản lớn nhất trong cuộc tình của hai người là sự phản đối từ gia đình cô. Việc lấy một người đàn ông đã có vợ và con riêng, lại tranh nhau đến 11 tuổi thật là khó với các bậc phụ huynh. Để bảo vệ tình yêu, nắm giữ hạnh phúc đời mình, Tuyết Mai đã rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí sụt cân. Sau không ít lần nài nỉ, thuyết phục, cô gái trẻ mới nhận được cái gật đầu từ mẹ. Đám cưới của viên tướng quyền lực và hoa khôi Sài Gòn được tổ chức tại khách sạn Caravel vào tháng 11 năm 1964. Dàn khách mời đông đủ, quyền lực và tốn kém nhất mà đến bây giờ vẫn chưa đám cưới nào phá được kỷ lục. Gần 8 tháng sau đó, cô con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên, kết quả của một chuyện tình đẹp, chào đời trong niềm hạnh phúc và mong chờ của cả hai vợ chồng. Suốt những năm tháng hôn nhân, tuy bộn bề với công việc chính trị nhưng Nguyễn Cao Kỳ luôn đối xử với bà Tuyết Mai như một bà hoàng đúng nghĩa. Thậm chí, khi hội đồng tướng lĩnh họp lại đồng thuận để Tướng Kỳ làm thủ tướng, thành lập nội các mới, ông từ chối mãi không được, cuối cùng đồng ý với điều kiện: "Tôi phải xin phép vợ tôi đã." Phản ứng đầu tiên của Tuyết Mai là một cái lắc đầu, vì lúc đó hai vợ chồng mới cưới, cô không muốn chồng mình dính líu để các mưu đồ chính trị. Thế nhưng, sau khi biết được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các tướng lĩnh dành cho chồng mình, Tuyết Mai mới gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Tướng Kỳ cầm cái gật đầu ấy trở lại phòng họp của hội đồng quân lực để xác nhận. Tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ, nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng, hai mẹ con Tuyết Mai cùng năm con riêng của chồng di tản sang Mỹ. Gia đình nhỏ bị thất lạc nhau vì Nguyễn Cao Kỳ phải làm nhiệm vụ đón người di tản sang Philippines. Khi tìm gặp lại nhau, Cao Kỳ và Tuyết Mai đã có quá nhiều thay đổi, khiến họ không thể lại về sống chung một nhà. Họ chia tay nhau sau 25 năm gắn bó, để lại nhiều tiếc nuối về một chuyện tình đẹp. Dù không đứng chung cùng một chiến tuyến và lý tưởng cách mạng với Tướng Kỳ, nhưng kênh vẫn rất khâm phục con người cũng như chuyện tình đẹp của ông. Còn các bạn khán giả thấy sao? Hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé!